những điều thú vị về Đà Nẵng mà ít ai biết. Hầm Hải Vân, hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á. Đà Nẵng là một trong 20 thành phố sạch nhất hành tinh. Mỹ Khê là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Thuận Phước là cây cầu treo dây vọng dài nhất Việt Nam. Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Đà Nẵng là điểm du lịch mới hấp dẫn nhất hành tinh. Sân bay Đà Nẵng lọt top những sân bay top nhất thế giới. Đà Nẵng có khu nghỉ dưỡng sang trọng nhất thế giới. Vòng quay mặt trời tại Đà Nẵng là một trong 10 vòng quay cao nhất thế giới. Cáp treo Bà Nà duy nhất trên thế giới đạt 4 kỷ lục Guinness. Và lý do cuối cùng đó chính là em Nam đang có một số lô đất nền đã có sổ đỏ. Em xin nhắc lại là đã có sổ đỏ, nằm ở trung tâm quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Những lô đất này được xây dựng tự do, vỉa hè mỗi bên lên đến 5m và lòng đường thì siêu rộng lên đến là 10,5m. Và điều đặc biệt là giá chỉ có hơn 4 tỷ một chút thôi anh chị ạ. Anh chị nào quan tâm đến bất động sản, đất nền Đà Nẵng thì hãy nhanh chóng cầm điện thoại lên và gọi ngay cho em Nam, anh chị nhé.